Em có nhu cầu nhận nhà sớm. Bố mẹ em thỉnh thoảng đến ở cùng vợ chồng em và trông cháu. Bố mẹ quen ở tầng thấp và không ở được tầng trên cao anh ạ. Em có nhu cầu thanh toán sớm 100% giá căn anh ạ. Em hợp với Tây tứ mệnh là Tây Nam hoặc Tây Bắc. Em phù hợp với căn hộ 2 phòng ngủ và một vệ sinh. Anh tư vấn giúp em. Hiện tại căn hộ phù hợp với gia đình em thuộc tòa SC 2.01. Thời điểm nhận nhà tháng 7 năm 2020. Chủ đầu tư có thể bàn giao sớm hoặc muộn, không quá 120 ngày, tức xấp xỉ 4 tháng. Thanh toán sớm 100% giá căn được hưởng ưu đãi tốt nhất từ chủ đầu tư. Đó là chiết khấu lên đến 2,5% với tòa SC 2.01. Chiết khấu 1,5% nếu khách hàng không nhận bảo lãnh tiến độ. Vậy tổng đã là 4%. Chiết khấu theo lãi suất lên đến 9,5% một năm với số tiền thanh toán sớm. Thời điểm hưởng chiết khấu ngay tại thời điểm ký hợp đồng mua bán. Nếu bạn đang theo dõi video này, hãy bấm nút theo dõi, chia sẻ và bình luận để video hữu ích đến với nhiều người hơn nữa.